Một số trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn thành lập, lập danh sách kiểm định viên ảo để hợp thức hóa một số quy định của chính phủ về dịch vụ xe cơ giới. Ví dụ, quy định phải có 3 kiểm định viên thì họ không có ai, thậm chí có giám đốc một trung tâm kiểm định không viết được, không biết chữ, không đọc được. Thì khi bị bắt vào, cơ quan điều tra đề nghị là viết khai thì không viết được, không biết chữ, không viết và không đọc được. Hỏi lại khai thì là học đến lớp 3, cách đây 50 năm, mà lên làm giám đốc kiểm định. Đấy là giám đốc trung tâm kiểm định của giám đốc trung tâm kiểm định 50 17D ở Nhà Bè. Đấy, để các ông chỉ thấy rằng cái sự liều lĩnh như thế.